Ấy da. Wow. Denoni chat. Best Tango Service. Oh my god. Oh wow. Tiger. Tiger hunting. Nào các bạn ơi, lại thấy xem nè, ở trên này nó có vui quá trời, miếng màu tùm lum này. Iron Man, một người Iron Man đang đứng đây. Ôi có quá trời đồ chơi ở trên sân vườn mà đang bị dính màu xanh này các bạn ơi. Trời ơi quá trời chơi luôn. Thôi mình để đặt cái chú Iron Man vô cái rổ cái thau đã. Rồi thì có một cái thau nước và cái rổ thì mình chơi nè. Đó, bây giờ chúng ta tiến hành lượm những cái đồ chơi chú khủng long này vào. Đây là chú Dilophosaurus. Wow, Superman. Quá đã luôn, trời ơi, quá trời đồ chơi luôn. Ở kia là người Hobbitzer đầu hút đó các bạn. Wow. Ồ, ở đây là một găng tay khủng long. Rồi, một chú sư tử. Wow. Còn đây là cọp nè các bạn. Ôi, thêm một cái găng tay khủng long nữa. Ồ, mình đã giặt xong tất cả các đồ chơi rồi. Và bây giờ mình tiến hành rửa những nước rửa thôi nào. Rửa cho nó thật sạch rồi đem ra chơi, phơi khô tí rồi chơi nào. Ồ, sạch sẽ rồi. Một chú khủng long. Ồ, đây là khủng long T-Rex đang xử lý con mồi. Rồi, bỏ vô cái rổ rồi. Tí nữa mình ăn lên phơi khô cho nó sạch rồi. Rồi, đây là bắt chú này là anh lên. Rồi. Rồi. Wow, Lion. Rồi các bạn. Lion đấu với gì con này là gọi là con gì ta? Bọn ngựa. Wow, bị hất tung rồi. Không lo, bỏ vô rổ thôi. Wow, ở đây là cái mặt nạ hút này các bạn, kính màu xanh dương, cái này phải màu xanh lá chứ. Thôi mình rửa coi cho nó sạch nào, rửa thật sạch. Wow, quá sạch luôn. Wow, hút đối với Spiderman. Ê lộn, cái này là hút đối với Superman. Mình nhầm, đang tắm nhau rồi thấy giờ. Wow, vỗ tay, vỗ vô ngực luôn. Wow, vô tiếp tục. Superman. Rửa cho sạch nào. Wow, quá đã luôn. Wow, đây Superman cơ bắp nè. Wow, hai Superman đấu với nhau nè. Bay trên từ trên cao xuống đấu. Có cái đôi cánh nè, kia là những móng tròn. Ôi, anh có đôi cánh to quá. Đập tan anh kia rồi. Bắt đầu mình lấy tiếp cho nhà con. Đồng hàng của nó mini rất là nhỏ các bạn. Rồi, rửa sạch cho nó coi. Wow, đây là Brachiosaurus, quá tuyệt luôn các bạn. Đang đấu nhau với những chú khỉ cầm búa. Rồi, nó khổng lồ quá to rồi đi chú khỉ. Ngã rồi. Rồi, đồ chơi đã được sạch rồi, bỏ vào rổ thôi. Tiếp tục đây là con gì đây? Rửa coi và chúng ta hãy đoán xem là con gì. Wow, đây là Triceratops, khủng long ba sừng. Khủng long ba sừng nó đang cụng với ba khủng long con nhỏ, cũng cụng luôn, hất tung luôn. Wow, ủi cái nữa, ủi. Khủng long ba sừng quá mạnh luôn. Rồi bỏ vào rổ chơi thôi. Đây là cái gì đây? Đâu rồi? À, con này là con khủng long thằng lằn hay các bạn. Có cánh, có mang hay có mang bên hông? Có mang bên ngay cổ. Wow, đây là Dilophosaurus. Ôi, nó bắt được gà các bạn, nó ăn gà. Ôi, nó ăn thịt gà kìa, nó ăn gà rừng kìa. Wow. Bỏ vô cái rổ thôi, sạch coi. Tigosaurus.
khủng long. Stegosaurus. À, quá trời luôn, nguyên đây là đại gia đình của khủng long đó các bạn. Đó, thấy không? Nhiều khủng long con, khủng long cha, khủng long mẹ, rồi quá bự luôn. Khủng long cha rất là to nha. Hai ngàn cỏ luôn. Rồi, rửa sạch nào mới vô. À, đây là con gì đây? Thế nào? Nguyên một cái thao nước nãy giờ trong mà mình đã rửa nó đổi màu luôn rồi các bạn ơi. Wow, đây là khủng long bay. À, đây là khủng long bay với mình nhầm. Đó là khủng long bay Meganodon. Con bay nó bắt những cái chú bò, chú trâu đang ăn cỏ ở dưới. Lòng gì đây? Wow, Iron Man. Wow, quá dữ luôn. Iron Man đã hạ gục khủng long. Cái đầu cái này khủng long này. À, đây là cái đầu T-Rex màu xanh. À, T-Rex đang đấu với Spinosaurus. À, đây là Tiger. Đây là Tiger các bạn. Rồi, giữ là trẻ. Xong rồi. À, xong rồi. Đây là con hổ đó, chúng ta bắt săn cái bầy kìa. Chạy kìa, ôi giờ chạy kìa. Chạy quá giờ chạy luôn kìa. Chú heo rừng kia chạy rồi. À, một chú heo rừng cỏ khác đang chạy đến là con bầy này, bị hổ rồi. Ôi, bị bắt rồi. Quá nhanh luôn, heo rừng rất là nhanh. Rồi, bỏ vô rổ thôi, thật rồi. Rồi, chúng ta. Wow, đây là Ankylosaurus đánh với Huggy. Wow, chú khủng long Ankylosaurus đang đấu nhau với đấm nhau dùng cái đuôi đấm nhau với Huggy. Rồi, liệu chú khủng long ra có thể chiến thắng không? À, rồi bị bắt rồi. Huggy hạ gục rồi. Rửa tiếp thôi nào. Đây là con gì đây? À, con này là Deinonychus. Oh, quý một bầy luôn các bạn, nó núp ở trong bụi cỏ, nó canh me cái con khủng long Stegosaurus. À, đang ăn cỏ và nó bắt rồi, thấy không? Bắt rồi nó đó, nó bắt khủng long rồi, quý một bầy nó núp luôn, nó bắt cái khủng long kia. Khủng long gọi là khủng long hoa các bạn. Rồi, yêu rõ thôi. Thôi, đây là Buster. Người anh hùng cấp Buster đây các bạn. Rồi, rửa sạch coi. Wow, quá đẹp luôn. Bây giờ rõ luôn. Rồi, đây là một chú cùng tên hơi dài. Bachycephalosaurus. Wow, nó ủi vô vô cái tòa thành của những người lính bắn cung kìa các bạn, những người cung thủ á. À, anh cung thủ á đi ra anh bắn rồi. Cuối cùng mình đã có một cái rổ trường chơi rất là sạch sẽ sau một bữa đi thu thập luôn rồi, quá trời đồ luôn.